Rồi. Đó, đây là clip tập hợp của anh Khoa ở trại mới. Anh Khoa mà nhờ mấy anh em bên này bưng giùm. Hôm nay mình chỉ đi một mình. Đây thì quà thì theo nhu cầu của khách rồi, thì giống như thấy cái show pha thuốc á, thế là có mấy cái bé đó, có mấy người ta về, người ta vệ sinh không có kịp á, thì tụi em tặng trước để giống như đi bay cho kịp, còn ai thế nào vệ sinh thì vệ sinh. Có hở không có tặng. Rồi, đó, đây là clip tập hợp của anh Khoa ở chợ mới. Thiếu bộ chìa khóa rồi. Bộ chìa khóa nào anh? Bộ chìa khóa đi. Bộ vít đó, đó tặng đi anh. Riêng nữa hả? Dạ dạ. Rồi khiên lên thôi. Con xe 30. Cánh ra thì rất rộng nhưng mà để vô thì rất là gọn. Đây, xải cánh. Công ty 30 này là 3 trong 1, vừa rải thuốc được, vừa rải hạt, vừa xả lúa được và vừa rải phân được. Em ở nhà là đã test bơm, test đồ, test bay, có gửi clip cho anh luôn á.
Vâng, hôm nay thôi em xin phép nha. Dạ. Rồi, sau khi mình giao cho anh Khoa chợ mới xong thì nhà trường mình tiếp tục đi giao hàng cho khách ở Tri Tôn, cũng ở trên tuyến đường này luôn. Đúng không? Mà có vỏ trong trên này có 15.000 ký không? Nè,
buôn lậu đó con. Hôm nay vậy là mình đã bàn giao xong mấy anh Vinh ở An Giang.